Ây chà, cả nhà ơi. Ui, thèm quá rồi. Đây là nước sốt nè cả nhà. Ui trời ơi. Bây gần nè em. Oh, nước. Hello. Rồi. Giờ mình sẽ hát ăn hết cái mâm. Mì xào giòn rồi. Chào mừng cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Funny Hùng đây cả nhà ơi. Hôm nay thì bên gia đình vợ mình là có ăn món mì xào giòn đó cả nhà. Và mình đã gọi là lút được một số cái món rất là ngon và hấp dẫn ở đây. Đáng lẽ là có thêm món mực nữa. Món mì xào giòn này có rất là nhiều món, nhưng mà mình thấy là có tôm á, rất là to và nhiều, và những cái miếng thịt bò này nữa, thêm cái thịt viên nữa nè. Thì vậy như là đủ rồi cả nhà, cho nên mình sẽ làm bao nhiêu đây món thôi. Và bây giờ thì mẹ mình đã chuẩn bị xào những cái món này lên để làm cái nước sốt, và mình sẽ rưới lên cái mì xào giòn này mình ăn nha. Tôm đó là mẹ được nước dừa với bỏ chút xíu muối vào. Tôm đó khỏi làm nóng thôi. Ủa nó nguội sao? Mẹ mới luộc. Bỏ nước dừa với miếng muối vô là nó vừa ăn mà. Dạ. Tại vì nó bự quá, con xào vô đây là nó rau củ là nó bị bể hết. Dạ. Nó không đẹp. Cho thịt vô nha. Thì thời gian qua mình làm clip á, cũng có nhiều bạn nói là mình nên quay thêm cái quy trình nấu nữa. Hôm nay mình sẽ làm thêm cái quy trình nấu nha cả nhà. Và đầu bếp là mẹ vợ của mình á. Đây là thịt bò xào lên một cho nó mai xào đừng có dai quá nha mẹ, để con ăn cho dễ. Cái này là giờ như này là thịt bằm á, mình dạ. Làm mình lên để luộc rồi, mình luộc sơ cũng chín rồi, giờ mình cũng bỏ vô mình xào sơ rồi. Dạ, cái đó là luộc sơ rồi cả nhà. Luộc chín rồi. Dạ. Những cái miếng thịt này nó còn dính cái miếng bò cả nhà, nên có màu đỏ đỏ nè, tươi quá. Dùng mì này nè cả nhà. Mì chiên giòn chứ không phải là mì dạng như mì gói hả mẹ ha. Đúng rồi. Không phải mì gói đâu. Mì này là mì ngon luôn á. Trời ơi. Rau củ. Rau củ này là mẹ luộc hết vườn luôn nha. Luộc cho nó ấy xanh hết rồi. Bỏ miếng muối. Cũng có nhiều bạn á coi clip đó mẹ. Xong rồi nói là chỉ cách nấu ăn á. Thì hôm nay mình cũng quay sơ qua cách mẹ mình nấu. Tại vì con ăn á dầu mỡ nhiều không tốt. Dạ. Luộc bằng nước dừa với bỏ miếng muối. Với muối. Vậy là được rồi. Đó, bí quyết á. Mình luộc chín này, mẹ này luộc chín là chỉ xào sơ lại cho nó nóng rồi mình đẩy lên thôi. Dạ, nhưng mà con thấy cái này không có nước. Không, để làm nước sốt riêng. À, đó. À, mình nấu nước sốt riêng rồi cả nhà. À. Lát mẹ đổ ở đây đúng không? Lát mẹ dưới lên. Dưới ở đây. Lát mẹ dưới lên. Mì hả? Trên mì. À. Rưới đều đều nè. Wow. Tại vì cái mâm này nó to lắm cả nhà, cho nên nó cái mì này coi vậy chứ mà mì này là khoảng bao nhiêu người ăn nè? Mì này cả 5 người ăn. 5 người ăn hả? Tại dù trưa ở nhà cả nhà gia đình á. Dạ. Là cả 5 người á. Mới ăn hết được như đây đúng không? 5 người mới ăn hết á. Đó cả nhà. Đến này nhiều lắm nha. Và thêm mấy con tôm càng xanh bên kia nữa. Trời ơi. Chà, cả nhà ơi. Ôi, thèm quá rồi. Rưới lên. Anh cầm cái giá anh rưới lên chứ. À, đây là nước sốt nè cả nhà. Ui trời ơi. Phải gần nè em. Nước sốt này là mẹ mình có làm với lại hành phi với tiêu đó cả nhà. Và cho một ít bột năng vô nữa cho nên rất là sệt. Hấp dẫn chưa? Mình sẽ rưới lên mấy con tôm nè. Wow, mấy con tôm to quá. Và những cái món ăn cũng lạ nữa. Thịt viên nè cả nhà. Đó. Hello. Rồi. Giờ mình sẽ hát ăn hết cái mâm mì xào giòn này nha. Đói bụng quá. Nhiều nữa mình phải bắt đầu mình dứt ngay thôi. 3, 2, 1, bắt đầu. Mời cả nhà nha. Mình quá đói bụng rồi. Ui trời ơi. Cái sợi mì vẫn còn giòn.
thơm quá. Là mình liên tưởng nói món mì xào giòn của mì Hoa liền. Chấm mắm nha. Thịt bò ok. Đúng mẹ mình nói là thịt bò rất mềm, không bị dai đâu. Thịt bò tái nha. Châu củ. Đang dịch như vậy mà bà quê chốn dịch ăn một đĩa mì xào giòn còn gì bằng. Cà rốt này á mẹ đã luộc với nước dừa trước rồi đúng không? Tương ớt hết được mẹ, được rồi mẹ vợ mình sớm ăn tương ớt cho mình nữa, nhưng mà ăn uống tương là được rồi. Xin phép mình dứt con tôm này đi. Không biết cả nhà nghĩ sao, nhưng mà theo như mình thấy á, cái con tôm này nè, cái đầu của nó rất là giá trị. Tại vì cái đầu nó có gạch và thịt nữa. Nè cái lớp thịt này nè cả nhà. Thì á, cả nhà cũng biết á, để mà bây giờ mình ăn được á, là buổi chiều, buổi trưa này á, mình không ăn nha cả nhà. Mình phải ngồi nhìn nhà vợ mình ăn. Nhà vợ mình ăn mì xào giòn vậy nè. Mình rất là thèm luôn. Cho tới bây giờ thì mình mới được ăn, nên mình phải ăn thật là máu lửa mới được. Đây tôm nha. Cả nhà nhìn con tôm này nè. So với cái đầu của nó thì cái thân này thì nó không có bự. Bởi vì mình thích ăn cái đầu của con tôm hơn. Ra hết luôn. Ngọt nước mà có vài vị mặn của nước tương nữa. Bữa nào quay clip buổi chiều hơi nắng. Sao mình làm hình quay mà đang góp ý là nắng quá cả nhà ơi. Chắc phải làm thêm một cái dù nữa ha. Xe ở đây. Gắn cây quạt nữa nha. Thôi đừng buồn mà. Anh sẽ đem lương về và dâng lên cho cameraman nha. Wow. Hôm nay mình ăn dĩa mì xào giòn này. Thẳng lấy mình kể câu chuyện luôn em ơi. Tại sao mình gặp nhau? Cái câu này có một chú ở bên nước ngoài á, chú tên là Tân Đỗ, thì chú hỏi là sao mà trai thành phố có thể gặp một cô gái ở vùng nông thôn và quen và yêu nhau rồi cưới nhau? Có, em có đầu. Thì em kể trước một đoạn đi. Thôi anh kể đi. Chứ hồi còn ngại nữa chứ. Thì mình cả nhà. Mình lớn hơn vợ mình tới 3 tuổi. Chính xác là 2 tuổi vợ mình làm khai sinh trẻ 1 năm á. Chính xác là mình lớn hơn vợ mình 2 tuổi. Thì mình học đại học trễ. Rồi miếng thịt nè. Thịt viên. Đó, thêm miếng ớt nữa nha. Cái đó là mẹ khuyến mãi thêm cho anh. Đúng rồi, chứ món này không có thịt viên đâu. Chỉ có thịt luộc thì có thôi. Sợ anh ăn không đủ. Lớp thịt rất là dai à. Nó đan xen với nhau quá. Anh thấy mẹ xào nhưng mà nó không bị bể ra. Đúng rồi á. Mẹ xào chung với bò này kia. Không được bể ra. Được rồi, ăn quá. Em coi gần lại cái nè. Trời ơi. Thịt bò này không dai. Thịt gòn này, bò này anh thấy hơi hơi giống bắp bò hoa á nha. Tại vì cả nhà nhìn thấy nè, nó có những cái thớ gân bên trong nè. Hình như là bắp bò hoa á. Không biết cơ duyên làm sao mà học chung trường đại học, rồi học chung lớp. Tại vì đại học Hoa Sen á, năm đầu tiên á, là trường tự xếp, mà không biết sao hai người lại học chung một lớp, hai cái tên lại gần nhau nữa. Và mình tên Khanh, mình tên rồi thì học như vậy thì cũng bắt nhóm, quen biết chung trong lớp, rồi cái bắt nhóm, rồi mình cũng thật ra thì mình học lại cả nhà, cho nên mình rất là chăm học, mình chỉ tập trung vào học thôi, nên mình thấy là Khanh cũng có một số bài không rõ, nên mình cũng lân la em ơi, ấy không đó mình gọi tên đúng không? Đúng rồi, không đúng không biết là lớn tuổi hơn. Đâu biết lớn tuổi hơn đâu, nên gọi tên. Nhưng mà Khanh không biết làm bài này để mình chỉ không?
thành ha. Là sau những cái lần chỉ bài đó, thì mình với lại vợ mình á nhắn tin qua lại trên Facebook thường xuyên hơn, rồi tiến tới quen nhau. Giòn ghê á. Những cái miếng rau nè, thịt mèo mình luộc với nước dừa. Mình ăn cũng có vị ngọt nữa. Và từ đó sáng nào Hùng cũng qua chở Khanh đi học. Mà mình á, tuy là học đại học Hoa Trang mang tiếng á, là một ngôi trường danh giá, có rất là nhiều sinh viên. Nó vui ha, là sang chảnh đó cả nhà. Nhưng mà cả nhà biết mình đi xe gì đi học không? Không phải, ban đầu anh đi xe tay ga đàng hoàng. Dạ. Đi xe đẹp. Từ hồi quen em cái xong chuyển qua xe chở heo. Không hiểu luôn. Nhà của anh Hùng hồi xưa là bán lòng heo á mọi người. Trời ơi, từ hồi quen mình là đi xe chở heo luôn. Thật ra anh không phải anh quen em mới chở đi xe chở heo, nhưng mà anh thấy nó tiện, anh thấy nó đỡ tốn xăng, cho nên anh đi thôi. Cái xe mà mỗi lần đề lên là nó nổ bạch. Giật mình. Nổ giật mình luôn. Mỗi lần gần đèn đỏ sợ mình chết. Ừ. Mỗi lần đèn đỏ là tắt máy. Xong rồi đề máy lên là nổ. Mình với vợ mình á, đó em lần này có nổ không? Cái vợ mình cũng chắc là có. Mình đề lên liền. Bạch, giật mình. Tất cả những người ở khu đèn đỏ đó ai cũng giật mình. Cái gì nữa? Trời ơi, mỗi lần trời mưa là thì thôi. Xác định đẩy luôn. Đường Phan Huy Ích. Mình vợ mình trời ơi, đẩy xe nước nó ngập lên tới biển số luôn á, không phải nước bánh xe, nó biển số xe luôn. Năm nào cũng đẩy. Đi cái xe đó tới gần năm cuối luôn á chứ ha. Mình với vợ mình quen suốt 4 năm đại học, 5 năm đại học luôn cả nhà. Là mối tình rất đẹp, mình cảm thấy như vậy luôn, thật sự á. Đó giờ mình chưa quen ai mà có một cái mối tình nó đẹp mà lãng mạn như vậy. Rồi sau đó cả hai cưới nhau thì bên người nam á, người ta hay xem thầy với cả nhà, xem ngày cho xem nó ngày đẹp để mình cưới cho nó thuận lợi này kia. Thì thầy mới nói là mình cưới vào năm 2018 thì làm ăn sẽ phát triển, sẽ tốt. Cho nên là năm 2018 á, là mình vợ mình đang học luôn, nhưng mà mình lấy nhau luôn. Đi học mà mang cái bầu à? Cả nhà cứ nghĩ đi, năm 2018 mình lấy là tháng 10, 28 tháng 10 năm 2018 thì tới đầu tháng 12 vợ mình là có Audrey, có em bé nè. Và cả nhà biết á, mình học tới giữa năm 2019 mới xong. Thì cả nhà nghĩ đi, trong quá trình đi học á, vợ mình mang cái bầu theo, ai cũng như nhìn. Bạn nhìn vào, nếu mà người ta nhìn vào, người ta chưa biết mình ai á, người ta sẽ nghĩ là có thể là nó ăn chơi quá, nó quậy phá quá nên nó mới vậy. Nhưng không phải đâu cả nhà. Cũng là thầy coi ngày á, thầy nói là nếu mà sinh em bé ra vào năm 2019 á, là năm con heo á, thì sẽ làm ăn phát triển. Đó cho nên mình cũng không biết sao dính luôn cả nhà ơi. Và cái kết là ra Audrey nè. Cả nhà biết nha, không phải nói chứ không phải khoe, nhưng mà do là mình được áo khoa, mình được áo khoa của ngành du lịch trường đại học Hoa Sen á. Còn bạn Khanh thì nằm ở trong top 10 của học sinh giỏi của ngành du lịch. Đó thì hai vợ chồng mới lên chụp hình ký yếu. Thì chỉ có những bạn nào mà loại giỏi và nằm trong top 10 nè, và được á khoa với lại quán thủ khoa. Thủ khoa, đúng rồi, thủ khoa thì mới được chụp hình thôi. Và cả nhà biết hôm đó là mình lên ngay cái ngày mà mình đi chích ngừa cho con. Nên mình chở con theo luôn. Và mình chở con rồi hai vợ chồng với con lên trên chỗ chụp hình. Thì mình mới đầu mình không nghĩ là sẽ cho con chụp nữa, nhưng mà mấy anh chị bên đó nha nói là cho bé vô chụp luôn. Rồi cái chụp hình vợ chồng mình lên, rồi cái bên nhà báo gọi điện cho vợ mình để phỏng vấn, rồi lên báo luôn cả nhà. Lên báo cái tiêu đề là gì nè, cái gì
em nhớ không? Tiêu đề gì á? Em cũng không nhớ, nhưng mà đại khái là hai vợ chồng á khoa tấp cục gì à? chồng hả? Chồng á khoa gì đáng mơ ước của sinh viên á. Cái này là bài báo nó ghi thôi cả nhà, chứ mình không phải là mình khoe khoang gì, khoe cái gì hết ha. Đó thì đó là cái câu chuyện của mình với vợ mình á, và cho tới bây giờ thì mình làm nghề YouTube, còn vợ mình thì ở nhà canh em bé, lui về hậu cung 3 năm. Tại vì cả nhà biết sao, cái công việc của mình đủ để trang trải, chứ không thì vợ mình cũng dùng cái tấm bằng đại học đó để đi làm cái công việc chuyên ngành rồi. Thật ra là cưới nhau á, không phải là muốn là cưới đâu, là cũng phải có một cái kế hoạch mới cưới, chứ không phải là tự nhiên hai đứa muốn cưới là cưới. Thì trước khi cưới thì hai vợ chồng có đi làm để dành được số tiền. Đi làm lương cũng không bao nhiêu hết, nhưng mà ráng để dành tiền, xong rồi chứng minh cho ba mẹ thấy là tự lập được rồi, thì ba mẹ mới đồng ý cho cưới. Tại vì vẫn còn đang đi học. Cái gì cũng phải lên kế hoạch rõ ràng thì người lớn họ mới ủng hộ mình. Đúng rồi. Đó là câu chuyện á. Con kể cho chú Tân Đỏ nghe nha. Và anh nghĩ chắc là sẽ có nhiều bạn ở trên kênh, nhiều anh chị khác cũng tò mò về câu chuyện của vợ chồng mình. Vợ chồng mình á. Anh ăn bao lâu rồi? Ăn được 13 phút à. Ok. Vậy là anh ăn trong khoảng 30 phút mà đẹp. Hết mà, nhanh mà. Trời ơi, đã vơi đi rồi nè. Bây giờ anh ăn mì nhiều quá. Ban đầu á, ban đầu mẹ nói là thôi làm một vắt mì thôi, sợ là ăn không hết. Cái anh Hùng nó thử thách rồi, mẹ cho luôn hai vắt mì luôn. Tại vì mẹ nhà vợ mình thật luôn, thật sự luôn là chiều buổi trưa này á, là một gia đình ăn một cái này nè, 5 người nha cả nhà. Mà vợ mình ăn tới nỗi mà bởi vì bây giờ đầy hơi. Không phải, với một phần là do đang mang bầu á, cho nên là ăn nhiều quá nó không tiêu hết được. Tại vì món này lâu lâu mẹ mới làm, chứ không phải là ngày nào cũng làm. Món này làm cũng cực lắm. Anh biết không, hồi đó lui về hậu cung cho anh làm YouTube nè. Cảm thấy sao ta? Biết rồi. Cảm thấy giống như lệ thuộc vào chồng vậy. Em không thích chút nào. Nè, thưởng cho con tôm nè. Thôi. Ngán luôn hả? Ừ. Ok. Cái này vợ mình ăn rồi nha cả nhà, nên đừng có nói mình không cho vợ ăn. Cái gì đâu? Anh, em cũng biết anh không bao giờ anh có cái suy nghĩ là chồng chúa vợ tôi mà, nên em đừng có lo vậy đâu. Nhưng mà đi làm vẫn thấy vui hơn. Nếu như mà công việc của anh nó không có ra nhiều tiền á, thì em đi làm ở đó là bình thường. Còn anh làm anh kiếm cũng được dư giả thì thôi, mở nhà đi chứ, đi làm chi. Nhưng mà thật sự ra nếu như mà một gia đình thì người chồng á, có khả năng làm ra kinh tế thì người vợ phải đứng ở đằng sau. Còn nếu người vợ làm ra kinh tế thì người chồng phải đứng ở đằng sau, tại vì phải lo cho con. Luôn luôn nói chuyện với con, tâm sự với nó mới được. Chứ hai vợ chồng làm hết thì nó lại không hay. Em thích. Em có suy nghĩ giống ba đúng không? Ba đúng rồi. Ba em cũng vậy, ba em thì đi làm, nhiều khi ba em đi đâu mẹ không biết luôn. Mấy cái này mình xin phép mà ăn rất là mất thời gian. Ăn thì cũng dễ thôi, nó đâu có nhiều thịt đâu. Mà nó có thịt đó. Có thịt. Mình đã đây lát nữa mình luộc lên rồi mình ăn sau. Cho ly ăn nữa nha. Con gái mình á, hồi trưa này nè, hai cha con mình thì nó mới ăn cháo hả, ăn cơm chan nước canh hầm, nó mới ăn xong rồi nó no rồi. Còn mình thì đang đói nhưng mà nó vẫn thèm đó nha. Nó chạy xuống bàn gia đình đang ăn, nó xin. Thế là mình phải ngồi mình bóc cái càng này nè cho nó ăn. Mình bóc khoảng 4 cái càng và nó ăn ngon lành, nó ăn thêm với lại mì nữa. Nhưng mà nó vừa bệnh xong á, không cho ăn nhiều được. Em cũng mong cho nó ăn được nhiều nhưng mà nó còn nhỏ quá. Chắc cả nhà cũng tò mò về hình về con gái mình á. Bữa nào mình sẽ cho con gái mình lên. Nhưng mà vợ mình thì lại không lên được. Mập bà lắm. Nhà nhất quyết rồi, mập lắm.
Nói chuyện nãy giờ ăn vơi hết một nửa rồi. Khó à. Nó mất thời gian á thôi, chứ no thì vừa sức. Con tôm này được cái đầu rất là nhiều gạch luôn á. Anh ăn luôn mấy cái yếm của nó luôn em. Mà tôm này nếu tính ra 170.000 một ký là rẻ. Rẻ chứ. Tôm bình thường đã 200 rồi, hơn 200. Mà tôm này hôm qua thằng Ni nó mua là nó còn nhảy, còn sống. Cả nhà nhìn nè. Ăn mà có mấy con gà xung quanh nữa. Có ai nhìn mà nhớ đến vùng quê của mình không? Bây giờ nó cả nhà coi con gà trống á, em zoom rồi. Con gà đó là một mình nó là đạp mái với rất là nhiều con để mà đẻ những con gà con á. Hai con gà mái rồi nè, còn mấy con nữa. Còn mấy con đang ấp ở trong chuồng. Quá nhiều thịt. Quay dưới quê thì mình, nhưng mà quay dưới quê mình lại được một cái đó vui vui hơn nhiều, đó là mình được gần vợ con cả nhà ơi. Anh em biết cái hôm mà mình phát hiện ra là bên trên thành phố bị lây lan rồi, cũng như là sẽ khó khăn hơn trong cái việc mà về quê và lên thành phố, thì mình đã suy nghĩ ngay đến cái việc là quay clip ở dưới quê để được gần vợ con, ăn những món quê cho cả nhà coi nữa. Trong đầu mình lúc nào cũng có suy nghĩ là muốn về quê hết á. Kiểu như ăn tôm thì nó ngon, nhưng mà muốn kích thích vị giác hơn em phải ăn thêm bánh mì này vào nó mới hợp. Cái mì này hồi trưa em ăn ngon quá, em ăn nhiều quá. Mà tôm này em ăn hai con em no rồi. Nè, bao nhiêu phần rồi? Thịt viên mẹ mình làm nhiều ghê luôn nè. Thịt bò hết rồi. Thịt bò, còn 2 miếng, 2-3 miếng. Thịt, thịt viên này nhiều. Cái này hơi giống gì em biết không? Giống gì? Anh đố em mà. Xíu mại à? Ừ, đó. Nhưng mà cái này không có đậm đà như xíu mại. Tại vì cái này là mẹ mình chỉ luộc lên thôi, luộc nước dừa. Cái xíu mại mình phải làm nước sốt. Cái gì em cũng biết nói hết, nhưng mà làm thì thôi, bỏ qua đi. Còn rau thôi. Mày biết cái thử thách này khó là gì không? Khó gì? Khó mì. Mì nó hơi cứng. Mỏi hàm. Giòn. Ở trên thành phố em thấy người ta làm cái nước sốt rất là kẹo luôn. Ừ, đúng không? Như ở đây đâu. Với lại những cái rau củ người ta xào chung phải không? Người ta xào chung luôn với nước sốt luôn. Để cho thấm. Nhưng mà anh ăn cái này anh cảm giác nó có thấm như ở trên thành phố không? Chứ em thấy nó vừa rồi đó. Chứ không cần mình phải xào chung, tại vì xào chung thì nó nhiều khi nó lại mặn. Ăn tới khúc cuối nó lại mặn. Cái này em biết gì không? Mẹ em á phải làm thêm mấy bột năng nữa cho nó kẹo lại phải không? Chứ em nhìn nó chảy luôn hết rồi. Mà bây giờ giống như là nước sốt không à. Chứ nó không phải là, nó giống như nước lèo vậy á. Chứ không đặc như cái nước kia. Trên thành phố em thấy người ta làm bột năng nhiều lắm. Nhất tôm đã quá ha, nó không có như mấy con tôm mà ở trong mấy cái mấy con lẩu, đúng rồi, mấy tôm mấy con lẩu thì nó nhỏ hơn. Còn một con tôm thôi hả? Hai con. Ừ, nãy là anh mấy con ra? Mình nãy là 7 con. 7 con hả? Ban đầu mẹ lấy 5 con. Ồ, 6 con là nửa ký rồi. Em thấy ít quá em bỏ thêm con nữa. Trời ơi. Em sợ anh ăn không đủ.
xong mẹ còn bò thêm vào cái thịt viên nữa. Tại biết sao không, tại hạn chế ra đường để mình mua, ví dụ mình mua mực vẫn được, nhưng mà mình hạn chế ra đường thôi. Mình ở nhà mình có gì làm đó, thì nhà có sẵn thì mình mua, mình làm luôn. Bỏ bớt mấy cái này ra là thấy bơi nhiều. Cái càng nó nhiều quá. Mấy gà này mỗi lần mà mình mở cửa hay là mình là quăng cái gì ra là trời ơi, nó bu vào như là xác sống vậy đó, zombie vậy đó. Rồi con tôm cuối cùng là dồn sức để quất mấy cái còn lại luôn á. Mong là sau này Fanny Ori với lại Fanny Sunny ăn nhiều được như anh ha, chứ đừng ăn như em. Con gái mà ăn nhiều như anh, em nghĩ sao? Mập lù. Anh được như bây giờ là cũng phải chạy chật lắm chứ đâu phải đơn giản. Ở đâu vậy em? 30. Ồ. Chắc ngưng đi, nghỉ mệt xíu đi. Bảo bối nha, cho cả nhà coi nè. Rồi, mình cũng ăn luôn. Đó, nó dành ghê chưa cả nhà? Fanny Hùng ăn cùng đàn gà. Ăn vậy có động lực hơn không anh? Như ăn đồ à. Tập trung quá vậy. Tại vì á thời điểm phía dài rồi nên khúc sau á anh sẽ tua nhanh để nhà thấy cái clip á nó chân thật nhất, với lại cũng không thấy quá lâu. Sắp hết rồi. Bố lên. Ừ. Cảm ơn vợ. Mâm vợ bầu. À, căng rồi đó em ơi, căng bụng rồi đó. Cái này nó có khó khăn với mấy món nước không? Món khô á.
nếu mà so về số lượng á thì nó sẽ khó hơn món nước em. Nếu mà số lượng hai gái mặn nhau á, trọng lượng nữa thì món nước khô sẽ khó hơn. Rồi cảnh kia đẹp, đúng đẹp luôn á. Em zoom vào cho cả nhà coi kìa, zoom thấy mặt trời luôn á, zoom tới cái hệ mặt trời của nó luôn. Đó, đẹp cả nhà. Cảnh quê mà như vậy còn gì bằng nữa. Coi tới đây chắc nhiều người chỉ muốn dọn về quê thôi, đúng không em? Em cũng chỉ thích sống ở dưới quê thôi. Hết luôn nha cả nhà. Mình thấy cái này mình lót rồi. Lấy cái gáo dừa lót để cho nó cao á. Hết luôn nha. Ba mẹ vợ mình đang cho gà. Rồi hết nha. Rồi mình đã nhai hết rồi cả nhà. Ba mình mới đi trồng cây, trồng cây mít đó, bị mũi chích đó. Mới hình như cái này ba mới hồi nãy mới đổ đúng không? Ở cái nước này coi vậy chứ cũng không quá sâu đâu cả nhà. Bên kia hả? Đi qua kia. Clip hôm nay hơi dài một xíu nha, mong cả nhà thông cảm. Cứ khoảng 5-6 tiếng hoặc là khoảng buổi trời cả nhà thì ba mình sẽ đi chút một lần, cho nên bây giờ có thể là sẽ không được nhiều. Nhưng mà coi thử coi. Để mới đổ. Dạ. Để đổ ra luôn cho sống chứ không ra. Đổ ra ngoài cho nó sống á. Nè đó, mấy con cá nè cả nhà. Cá này là cái gì ba? Cá rô hột bí. Thấy không, thấy không? Nè, ba đổ ra đi. Đổ ra trong ra thì sạch tại vì để mà cho cái đìa này cái nhà nó nhiều cá hơn, nó sinh sôi tốt hơn. Đó cả nhà thấy không? Đây là một trong những cái cảnh mà những người mà nông dân ở dưới quê hay làm cả nhà. Rồi. Đổ ra. Cá rô đồng. Đây đổ ra cho sống. Dạ. Đó. Mấy con cá này mà kho lên ăn thì thôi. Đó, nó nhảy ra đó. Đó, nó nhảy ra. Thì hơi khó thấy chút. Ủa, có mấy con bị chết đó mà. Ừ, thì nó để lâu, không phải lâu mình vô nó bị ngộp á. Bị ngộp ha, tiếc ghê. Ừ. Đó, giờ thả ra nó bơi ra ngoài cả nhà. Đó. Để sống. Dạ. Thì cả nhà ơi, đó là clip mà mình mới hoàn thành xong mâm mì xào giòn, cũng như là cho cả nhà coi được những cái quang cảnh ở vùng quê. Cả nhà ơi, trong thời gian sắp tới hãy ủng hộ tiếp cho anh em mình nha. Đăng clip để đồng hành cả nhà qua được cái cơn đại dịch này, rồi sau đó mình sẽ tiếp tục review những món ăn ẩm thực trên Sài Gòn. Và nếu như cả nhà thấy cái series mà các món ăn quay dưới quê hấp dẫn á, thì mình cũng sẽ về quê, thỉnh thoảng về quê để mà quay những cái món ăn mà mẹ vợ mình nấu ha. Rồi, thì xin chào cả nhà nha.